tất cả các anh chị, và hôm nay em rất là vui là được tham dự cùng với anh chị. Và hôm nay em xin được chia sẻ đến các anh chị nội dung là về việc gửi yêu cầu và thanh toán trực tuyến ạ. Em xin phép được share slide ạ. Dạ, các anh chị cho em xin hỏi là mình có thấy được màn hình em chia sẻ, nếu được thì các anh chị cho em xin một like nha các anh chị. Chưa thấy mùng 10. Dạ. Anh để em thử lại ạ, để em thử lại. Bác xe đi nhà ơi. Dạ anh nhả xem giúp em là đã thấy được chưa hả anh nhả? Thấy rồi em thấy. ơi. Dạ rồi, em cảm ơn các anh. Dạ thì như em hôm nay em sẽ trình bày đến các anh chị về việc gửi yêu cầu và thanh toán trực tuyến. Em tin là tất cả các anh chị cũng biết là hiện nay là khách hàng có thể gửi yêu cầu về công ty qua các kênh trực tuyến như là Blue Online hoặc là kênh Zalo. Ngoài ra thì khách hàng cũng có thể là thanh toán phí trực tuyến. Điều này thì rất là thuận tiện cho khách hàng trước mà tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Và đầu tiên em xin đi vào phần là gửi yêu cầu trước. Và đầu tiên là phần gửi yêu cầu qua kênh Zalo. Thì để khách hàng có thể gửi được một số yêu cầu về hợp đồng của mình cũng như một số yêu cầu liên quan thì khách hàng có thể đăng nhập vào kênh Zalo, và điều kiện đầu tiên là khách hàng phải sử dụng số điện thoại đã đăng ký trên hợp đồng của mình để đăng nhập vào Zalo. Sau khi đăng nhập thì khách hàng sẽ truy cập vào trang Prudential Việt Nam như hình ảnh thứ nhất, và khách hàng cần bấm chọn vào mục quan tâm. Sau khi khách hàng chọn vào mục quan tâm thì các anh chị có thể thấy là bên phía dưới màn hình sẽ có một cái nhóm những cái menu như là bồi thường hay là yêu cầu. Ở trong mục yêu cầu này, khi chúng ta click vào cái mũi tên thì có những cái chi tiết, đó là những cái phần như là nộp phí bảo hiểm nè, hay là tra cứu thông tin về hợp đồng, hay là bổ sung chứng từ. Và có một cái em thấy cũng rất là hay, đó là đăng ký làm đại lý. Dạ, và em thì xin nói chi tiết về cái mục là nộp yêu cầu ở đây. Để gửi yêu cầu về hợp đồng, sau khi khách hàng nhấn vào phần nộp yêu cầu sẽ đi đến một màn hình thứ ba. Ở màn hình này thì khách hàng sẽ cần nhập những cái thông tin là về số điện thoại, về số chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân hoặc là số hộ chiếu để xác nhận thông tin khách hàng. Cho nên khách hàng lưu ý là cần phải nhập đúng thông tin khớp với thông tin đã đăng ký trên hợp đồng. Và sau đó thì sẽ tích chọn vào cái dòng ở phía dưới, đó là tôi đã đọc và đồng ý với các điều kiện điều khoản sử dụng của Prudential, để chuyển đến màn hình kế tiếp. Dạ, ở bước kế tiếp sau khi xác nhận thông tin rồi thì các anh chị có thể thấy là hệ thống sẽ hiển thị ra tất cả những hợp đồng mà khách hàng có tham gia với Prudential. Nhưng mà có một đặc điểm đó là bên Zalo thì các anh chị có thấy là số hợp đồng là do bảo mật thông tin cho nên không có hiển thị đầy đủ 8 số như bình thường, mà hệ thống là chỉ hiển thị là 4 số cuối thôi. Cho nên một đặc điểm khi khách hàng gửi yêu cầu qua Zalo đó là khách hàng cần phải nhớ số hợp đồng, có thông tin về số hợp đồng. Tại vì khi khách hàng muốn gửi yêu cầu về hợp đồng nào đó thì khách hàng cần tích chọn vào cái dấu tròn phía trước hợp đồng, và sau đó khách hàng cần phải nhập thông tin 4 số đầu của hợp đồng. Cho nên để hỗ trợ cho khách hàng trong trường hợp giả sử như khách hàng không nhớ số hợp đồng của mình thì các anh chị giúp giùm em là hướng dẫn khách hàng xem lại trên các chứng từ, ví dụ như là trên giấy chứng nhận hay là trên các phiếu thu, hoặc là mình cũng có thể là mình chủ động hỗ trợ khách hàng cung cấp số hợp đồng cho khách hàng để khách hàng có được thông tin để nhập ở bước này. Dạ, sau khi khách hàng nhập 4 số đầu tiên của hợp đồng vào thì có thể nhấn nút tiếp tục để mình đi đến màn hình kế tiếp. Thì như các anh chị thấy ở màn hình kế tiếp, hệ thống sẽ hiển thị tất cả những yêu cầu mà hiện nay khách hàng có thể gửi qua kênh Zalo cho hợp đồng của mình. Trong đây thì chúng ta có thể thấy là ví dụ như yêu cầu thay đổi về thông tin liên hệ nè, hay là yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng, hoặc là một số yêu cầu nhận tiền như là tạm ứng giá trị hoàn lại, hoặc là thanh toán quyền lợi định kỳ, hay là thanh toán quyền lợi đáo hạn. Trong phần yêu cầu nhận tiền á, thì nhờ anh chị lưu ý giùm em là khi khách hàng gửi yêu cầu nhận tiền qua kênh trực tuyến như là Zalo hay Blue Online thì hiện tại nếu như mà muốn chuyển vào tài khoản ngân hàng hoặc là muốn nhận tiền mặt bằng chứng minh nhân dân, căn cước công dân tại ngân hàng thì chỉ đang hỗ trợ hình thức là chính chủ hợp đồng thôi. Ngoài ra thì chưa có hỗ trợ là chuyển cho người khác anh chị. Dạ, và kế tiếp những cái yêu cầu về điều chỉnh hợp đồng thì có thể là yêu cầu điều chỉnh định đổi định kỳ nộp phí, hay là điều chỉnh nhân thân, hoặc là đầu tư thêm,
hoặc là chuyển trả định kỳ nộp phí cho các trường hợp mà hợp đồng của khách hàng bị đổi định kỳ tự động, mình cũng có thể gửi yêu cầu qua Zalo. Dạ, thì ở đây em xin ví dụ là khi mà khách hàng tích chọn vào cái yêu cầu là đầu tư thêm, chúng ta thấy là màn hình kế tiếp sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết của yêu cầu đầu tư thêm. Đầu tiên, khách hàng sẽ cần nhập số tiền khách hàng muốn yêu cầu đầu tư thêm. Dạ, và kế tiếp là sẽ cần chọn vào chi tiết quỹ đầu tư. Thì có thể chọn nhiều hơn một quỹ đầu tư, tuy nhiên là tổng cái tỷ lệ sẽ là 100% ạ. Và sau khi đã chọn thông tin rồi thì khách hàng sẽ nhấn nút tiếp tục, dạ, để đi tiếp màn hình kế tiếp. Ở màn hình kế tiếp là bước mà khách hàng sẽ xác nhận yêu cầu. Khi mà khách hàng bấm nút tiếp tục ở màn hình vừa rồi thì hệ thống sẽ gửi một cái mã OTP bao gồm là 6 số đến số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký. Lúc này khách hàng sẽ nhập mã OTP vào đây và bấm nút xác nhận. Mã OTP này sẽ có hiệu lực trong vòng khoảng 5 phút ạ. Và trong trường hợp nếu như khách hàng chưa nhận được mã OTP hay là muốn gửi lại thì có thể click chọn vào cái nút là gửi lại mã OTP ở đây. Sau đó cũng tương tự là mình sẽ nhập mã OTP vào đây và mình để xác nhận, mình bấm xác nhận. Như vậy thì giao dịch sẽ hoàn tất và sẽ được chuyển về công ty, nhân viên thực hiện sẽ hoàn tất yêu cầu của khách hàng. Trong trường hợp ví dụ như khách hàng yêu cầu nhận tiền thì khi mà yêu cầu khách hàng được gửi về công ty, nhân viên thực hiện xong, hiện tại với một số cái hình thức như là nhận tiền qua tài khoản mà đã chuyển sang đi tiền nhanh đó các anh chị, thì khách hàng nhận tiền rất là nhanh. Trong ngày nếu không có trục trặc gì hết thì thường là trong ngày sẽ nhận được, hoặc là dạ, hoặc là có những trường hợp theo em biết là cũng rất là nhanh, là khoảng có thể là 30 đến 45 phút là khách hàng cũng đã nhận được. Cho nên cái này rất là thuận tiện trong cái thời điểm mà như hiện nay khách hàng không thể đến công ty để làm thủ tục nhận tiền hết các anh chị. Dạ, và cái phần gửi yêu cầu qua Zalo thì nó rất là đơn giản, giao diện cũng thân thiện. Và kế tiếp thì em xin đi tới cái phần là gửi yêu cầu qua Pru Online ạ. Dạ, để gửi yêu cầu qua Rù Online thì điều kiện đầu tiên đó là khách hàng cần phải có tài khoản Rù Online hết các anh chị. Để đăng ký, nếu như khách hàng chưa có tài khoản đó thì khách hàng có thể đăng ký tại trang web là khách hàng.rudenso.com.vn. Trong đó sẽ có một cái mục là đăng ký tài khoản. Và trong phần mà đăng ký tài khoản Rù Online thì có một lưu ý nhỏ, đó là nếu như khách hàng có số điện thoại trùng với khách hàng khác thì sẽ không đăng ký được. Như thông thường em thấy ví dụ như là trong một gia đình có thể là người thân đó hai khách hàng khác nhau tham gia hai hợp đồng khác nhau, đôi khi thì sử dụng chung một số điện thoại, trong trường hợp đó đó là hệ thống sẽ ghi nhận trùng số điện thoại thì sẽ không đăng ký được. Cho nên là nhờ anh chị hỗ trợ giúp là trường hợp đó mình nên để riêng số điện thoại cho từng khách hàng, cho từng hợp đồng. Còn nếu như đã trước đó đăng ký trùng số điện thoại rồi thì mình có thể mình hỗ trợ khách hàng là điều chỉnh trước, rồi sau đó sẽ tạo tài khoản Blue Online. Dạ, và ngoài ra là liên quan đến Blue Online có thêm một cái lưu ý nữa là trong trường hợp nếu như khách hàng chỉ còn một cái hợp đồng với công ty và hợp đồng đó đang không có hiệu lực thì khách hàng sẽ không tạo được tài khoản Blue Online. Em ví dụ như khách hàng có một hợp đồng thôi và hợp đồng đó đã đáo hạn rồi thì khách hàng sẽ không tạo được tài khoản Blue Online. Cho nên là các anh chị có thể là hỗ trợ khách hàng để đăng ký tài khoản Blue Online trước khi hợp đồng đáo hạn. Thì khi mà hợp đồng đáo hạn rồi, khách hàng có thể là thuận tiện để gửi yêu cầu qua Blue Online. Dạ, thì nếu như khách hàng đã có tài khoản Blue Online rồi thì khách hàng cũng sẽ đăng nhập vào trang web là khách hàng.rudenso.com.vn. Sẽ có một cái màn hình để khách hàng nhập thông tin về tên đăng nhập cũng như là mật khẩu đăng nhập. Và sau khi đăng nhập vào trong Rùa Online thì ở đây em có một cái hình ảnh đính kèm. Mình có thể thấy là trên màn hình Rùa Online nó sẽ có hai phần. Ở bên tay trái thì em tạm gọi đó là giống như là những cái chức năng, những cái menu mà có thể gửi thông qua Rùa Online. Còn bên tay phải thì sẽ hiển thị những hợp đồng mà khách hàng có tham gia với công ty. Và để gửi yêu cầu, một số yêu cầu thì chúng ta phải click vào cái thông tin chi tiết của hợp đồng để gửi. Lúc đó là chúng ta đang vào thông tin chi tiết hợp đồng. Đối với cái menu bên đây, bên tay trái các anh chị thấy là trong cái mục gửi yêu cầu đó thì sẽ bao gồm là chỉnh sửa hợp đồng. Khách hàng vào đây có thể sẽ điều chỉnh được là thông tin liên hệ nè, hay là
các loại điều chỉnh khác như là thư xác nhận nộp phí hay là điều chỉnh nhân thân. Và kế tiếp đó là một là giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Có nghĩa là ngoài kênh Zalo thì khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm qua Rù Online. Dạ, và tiếp theo là một là yêu cầu cấp lại bộ hợp đồng bảo hiểm cũng có trong đây. Và các yêu cầu như là khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm hay là chi trả phí dư cũng có trong Rù Online. Và nếu như các anh chị để ý thì trước đó ở cái màn hình các yêu cầu có thể gửi qua Zalo đó thì mình có thể thấy là không có cái mục chi trả phí dư, nhưng mà bên Rù Online thì sẽ có hết các anh chị. Dạ, và yêu cầu điều chỉnh định kỳ đóng phí hay là chuyển trả định kỳ đóng phí cũng có. Và một cái yêu cầu mới nữa mà khi nãy bên Zalo thì dường như là chúng ta không thấy, đó là hủy hợp đồng trong thời gian cân nhắc. Tất nhiên là em cái này là mình tham khảo thôi, em không hy vọng là sẽ có trường hợp này ạ. Dạ, và còn bên cái phần mà thông tin chi tiết về hợp đồng đó các anh chị, thì các chị có thể thấy là sẽ có một số cái yêu cầu. Ví dụ như đầu tiên là chúng ta thấy đối với hợp đồng đầu tư thì sẽ có một là gửi yêu cầu liên quan đến quỹ đầu tư. Trong mục này khi chúng ta click vào cái mũi tên phía trước thì sẽ có thể gửi một số yêu cầu như là đầu tư thêm nè, rút giá trị quỹ, hoán đổi quỹ hay là thay đổi tỷ lệ đầu tư. Tuy nhiên trong cái phần yêu cầu đầu tư thêm thì nó sẽ hơi khác với bên kênh Zalo một chút. Là bên kênh Zalo thì khách hàng có thể là gửi yêu cầu đầu tư thêm trước, sau đó khách hàng có một cái giao dịch nộp phí sau, hoặc là ngược lại, có nghĩa là khách hàng đã đóng phí rồi thì sau đó khách hàng chỉ gửi yêu cầu đầu tư thêm thôi thì có thể thực hiện qua Zalo. Còn bên phía Rù Online thì yêu cầu đầu tư thêm nó sẽ gắn chung với lại cái giao dịch nộp phí luôn hết các anh chị. Cho nên nếu mà trường hợp mà khách hàng không có đóng phí cùng với cái yêu cầu đầu tư thêm thì anh chị có thể hướng dẫn khách hàng là nộp qua Zalo giúp em. Dạ, tiếp theo trong phần thông tin chi tiết hợp đồng thì anh chị sẽ thấy là có cái mục là sản phẩm bổ trợ. Thì khi khách hàng click vào mũi tên trong đây sẽ có thể gửi yêu cầu hủy sản phẩm bổ trợ cho hợp đồng. Dạ, và trong phần tạm ứng giá trị hoàn lại thì chắc chắn rồi là khách hàng sẽ có thể gửi yêu cầu tạm ứng giá trị hoàn lại cho hợp đồng của mình. Dạ, và bên dưới là có phần là quyền lợi về hợp đồng. Thì trong phần quyền lợi về hợp đồng, khách hàng có thể gửi yêu cầu nhận quyền lợi đáo hạn nè, nếu hợp đồng đã đáo hạn, hoặc là quyền lợi định kỳ, nếu như hợp đồng có tiền định kỳ. Dạ đây, em có một cái màn hình chi tiết ví dụ về yêu cầu hủy sản phẩm bổ trợ. Như vừa rồi bên tay phải khi mà các anh chị khách hàng click vào một số hợp đồng cụ thể mà mình tham gia thì trong cái mục sản phẩm bổ trợ, khi chúng ta click vào cái mũi tên phía trước, anh chị thấy là hệ thống sẽ hiển thị ra những cái sản phẩm bổ trợ mà hợp đồng này khách hàng có tham gia. Ví dụ như một vài cái sản phẩm bổ trợ như là nhân thọ có kỳ hạn gì trong đây, liệt kê ra tổng cộng là 4 cái sản phẩm bổ trợ. Nếu như khách hàng có yêu cầu muốn hủy bỏ sản phẩm bổ trợ thì anh chị hướng dẫn khách hàng giúp em là vào trong cái link màu đỏ là hủy sản phẩm bổ trợ. Khi mình click vào trong đây thì sẽ chuyển đến cái màn hình bên cạnh. Anh chị thấy là hệ thống nó sẽ hiển thị ra. Nếu như chúng ta muốn hủy bỏ toàn bộ sản phẩm bổ trợ thì chỉ cần click vào cái ô này thôi là sẽ chọn là hủy bỏ toàn bộ. Còn nếu như chỉ muốn hủy một phần nào thôi thì phía dưới này sẽ có tên của người được bảo hiểm, và mình muốn hủy sản phẩm bổ trợ của người được bảo hiểm này thì mình sẽ tích chọn vào phía trước. Xong sau đó đối với người được bảo hiểm này, những sản phẩm bổ trợ đi kèm sẽ hiển thị bên dưới, và mình muốn hủy vào cái nào thì tương tự mình sẽ tích chọn. Và có thêm một cái chức năng trên đây nữa là giả sử như khách hàng muốn biết sau khi yêu cầu hủy bỏ các sản phẩm bổ trợ này thì phí đóng mới của khách hàng là bao nhiêu để khách hàng nộp phí, thì anh chị có thể hướng dẫn khách hàng click vào giúp em cái chỗ là xem phí định kỳ mới, thì phía bên đây hệ thống sẽ hiển thị ra cái số tiền phí mới sau khi khách hàng hủy bớt sản phẩm bổ trợ trên đây. Dạ, và bước tiếp theo thì khách hàng chỉ cần bấm nút tiếp tục, và tương tự như những yêu cầu khác, hệ thống cũng sẽ gửi một cái mã OTP về số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký. Và bước cuối cùng thì khách hàng chỉ cần là nhập cái mã OTP đó vào để hoàn tất giao dịch, thì yêu cầu của khách hàng sẽ chạy về hệ thống công ty để có nhân viên xử lý cho khách hàng. Dạ, và tiếp theo thì em cũng ví dụ thêm về yêu cầu tạm ứng giá trị hoàn lại, thì cũng tương tự anh chị, sau khi đăng nhập vào trang web là khách hàng.rudenser.com.vn có thông tin
tên đăng nhập và cái mật khẩu đăng nhập rồi, thì chúng ta khách hàng nhập vào thì sẽ vào được màn hình phía trong bên tay phải sẽ hiển thị những cái hợp đồng của khách hàng tham gia. Muốn gửi yêu cầu về hợp đồng nào thì mình sẽ click chọn vô cái số hợp đồng đó vào phần thông tin chi tiết hợp đồng. Mình sẽ tìm đúng cái phần tạm ứng giá trị hoàn lại và nhấn nút mũi tên này, sẽ có một cái dòng cái link màu đỏ là yêu cầu tạm ứng giá trị hoàn lại ở đây. Khách hàng click vào trong đây để yêu cầu tạm ứng thì hệ thống sẽ hiển thị màn hình kế tiếp để cho khách hàng có thể xem được thông tin như là giá trị hoàn lại hiện tại của hợp đồng là bao nhiêu. Dạ, và hợp đồng có nợ cái khoản tạm ứng hay là khoản giảm đầu thu nhập đầu tư thì cũng sẽ có thể hiện ở đây. Và ở đây là giá trị hoàn lại mà khách hàng có thể tạm ứng. Và trường hợp khách hàng muốn tạm ứng số tiền bao nhiêu thì khách hàng sẽ nhập vào trong đây là số tiền yêu cầu tạm ứng. Dạ, và tương tự thì khách hàng sẽ nhấn nút tiếp tục. Đối với cái yêu cầu nhận tiền này thì ở cái bước tiếp theo sau khi tiếp tục, anh chị thấy là hệ thống sẽ hiển thị ra cái màn hình để khách hàng lựa chọn về cái thông tin hình thức thanh toán. Như là trong đây khách hàng có thể yêu cầu để nộp phí bảo hiểm nè, hay là hoàn trả phí tự động, hay là hoàn trả tạm ứng cho hợp đồng khác, hoặc là chuyển vào ví Momo, hoặc là muốn chuyển qua ngân hàng, thì khách hàng sẽ tích chọn vào cái hình thức tương ứng. Em ví dụ như khách hàng sẽ chọn là chuyển vào tài khoản ngân hàng thì tích vào đây. Lúc đó thì khách hàng sẽ cần nhập thông tin là số tài khoản và sẽ bấm tiếp tục thì hệ thống cũng sẽ gửi mã OTP để xác nhận giao dịch, và khách hàng chỉ cần nhập mã OTP để hoàn tất. Và còn một cái mục nữa trong cái phần thông tin chi tiết hợp đồng thì phần này sẽ chỉ thể hiện nếu hợp đồng của khách hàng là sản phẩm đầu tư hay các anh chị. Đó là như ở slide trước các anh chị thấy là có một cái mục là gửi yêu cầu liên quan đến quỹ đầu tư. Thì như em đã trình bày là mình click vào mũi tên đó thì sẽ hiển thị ra những cái yêu cầu như là đầu tư thêm nè, hay là rút một phần giá trị quỹ hợp đồng, hay là hoán đổi quỹ, hay là thay đổi tỷ lệ đầu tư. Thì những cái chức năng này nó chỉ có đối với là hợp đồng đầu tư thôi. Và bên dưới là thông tin về quỹ đầu tư. Tại mục này khách hàng có thể tra cứu được giá trị quỹ trong hợp đồng của mình đến thời điểm hiện tại, bao gồm cả là quỹ cơ bản và quỹ đầu tư thêm. Ở đây các anh chị sẽ thấy có hiển thị là cái ngày định giá vừa rồi và cái quỹ mà loại quỹ mà khách hàng chọn đầu tư vào, ví dụ như là cổ, ví dụ như là trái phiếu Việt Nam. Dạ, và bên đây sẽ có một cái dòng thể hiện là tổng giá trị các quỹ của hợp đồng khách hàng sẽ thể hiện ở mục này. Nếu như khách hàng muốn tra cứu chi tiết về giá của đơn vị quỹ của cái lần áp giá vừa rồi thì ngoài việc tra cứu trên web ra, khách hàng cũng có thể click trực tiếp vào trong cái dòng này ha anh chị. Đó là tra cứu thông tin chi tiết về giá đơn vị quỹ tại đây. Khi khách hàng click vào trong đây thì hệ thống sẽ hiển thị ra giá của đơn vị quỹ của lần áp giá vừa rồi, thì khách hàng có thể tra cứu trực tiếp trên đồ online luôn ạ. Dạ, thì đâu đó thì các anh chị cũng, sau khi em trình bày cái phần rùa online đó, các anh chị cũng có thể thấy là có rất là nhiều yêu cầu mà hiện tại có thể gửi qua rùa online. Có thể là cái yêu cầu gửi qua rùa online thì nó sẽ có nó rộng hơn, nó nhiều hơn trên Zalo. Còn về bên Zalo thì em, theo bản thân em thì em thấy là giao diện nó thân thiện, có thể một số khách hàng sẽ dễ sử dụng. Nhưng mà mình lưu ý là phải sử dụng bằng chính cái số điện thoại đăng ký trên hợp đồng của khách hàng. Cho nên nó là tùy theo trường hợp thực tế, tùy theo từng khách hàng mà các anh chị có thể xem là hình thức nào phù hợp cho khách hàng hơn thì các anh chị có thể lựa chọn để hướng dẫn khách hàng. Tuy nhiên nếu như mà các anh chị có hợp đồng đó thì em cũng khuyến khích là các anh chị có thể mình vào mình trải nghiệm trước. Tại vì đâu đó khi mà mình trải nghiệm á thì mình sẽ có thể dễ dàng mình nhớ được từng bước hơn nè, để mình thuận tiện mình dễ hướng dẫn cho khách hàng hơn. Dạ, thì kế tiếp em sẽ đi vào cái phần thứ hai, cũng là phần sau cùng trong cái nội dung trình bày của em. Đó là thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến qua Blue Online. Thì hiện nay là ngoài những cái hình thức như là thanh toán qua ở ví Momo, hay là khách hàng đóng qua ngân hàng, bưu điện, hay là cửa hàng Viettel, thì khách hàng cũng có thể thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến trên Blue Online. Ở đây sẽ có hai trường hợp. Em có chia ra là bên màn hình bên trái thì dành cho khách hàng đã đăng ký sử dụng rùa online, đã có nghĩa là đã có tài khoản rùa online rồi. Còn trường hợp bên phải là dành cho khách hàng chưa đăng ký sử dụng rùa online anh chị. Nếu như khách hàng đã có tài khoản rùa online rồi thì khách hàng sẽ đăng nhập, sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập vào trong đây. Còn trường hợp chưa có tài khoản rùa online thì cũng vào trang web khách hàng.rudenso.com.vn,
Các anh chị sẽ thấy là cái phần phía trên có một cái mục là thanh toán trực tuyến. Thì khách hàng sẽ click vào đây. Tại vì lúc này khách hàng chưa có tài khoản Rùa Online. Còn giả sử như khách hàng muốn đăng ký tài khoản Rùa Online để sử dụng luôn, thì các anh chị thấy là phía dưới này có cái mục đăng ký tài khoản nè. Mình có thể hướng dẫn khách hàng vào đây để đăng ký ạ. Dạ, bước thứ nhất là mình đăng nhập vào web rồi. Bước thứ hai thì các anh chị sau khi đăng nhập vào Rùa Online, mình có thể thấy cũng trên cái thanh menu bên tay trái mà khi nãy em vừa có xe là ở cái việc gửi yêu cầu, sẽ có một cái mục là thanh toán. Khách hàng muốn đóng phí thì khách hàng sẽ chọn vào cái mục thanh toán này. Và lúc đó bên tay phải sẽ hiển thị những cái hợp đồng của khách hàng. Nếu khách hàng muốn thanh toán hợp đồng nào thì mình sẽ chọn hợp đồng tương ứng. Và anh chị để ý giúp em thì mình sẽ thấy trong trường hợp nếu như mà khách hàng chưa tích chọn vào số hợp đồng thì phía dưới cái chỗ mà lý do thanh toán ở đây nó sẽ bị ẩn đi. Nhưng mà giả sử khách hàng tích chọn vào hợp đồng muốn thanh toán rồi thì bên chỗ lý do thanh toán nó sẽ hiển thị lên cho mình chọn. Bao gồm như là thanh toán phí bảo hiểm định kỳ nè, tạm ứng giá trị hoàn lại, hoàn phí tự động hoặc là khoản khác. Còn bên bên cái cách thứ hai đó, nếu mà khách hàng chưa có tài khoản Rùa Online, sau khi bấm vào cái phần mà thanh toán trực tuyến đó thì sẽ hiển thị ngay từ cái màn hình phía trên luôn là có hai nội dung, đó là thanh toán bảo hiểm định kỳ và một bên là thanh toán hợp đồng dự thảo, thì mình sẽ chọn cái nội dung tương ứng. Dạ, còn đến bước thứ ba thì cả hai bên thì có thể là giao diện nó sẽ hơi khác nhau một chút, nhưng mà các anh chị nhìn chung thì bước thứ ba này là khách hàng sẽ cần nhập thông tin để cho giao dịch thanh toán và thông tin của người nộp tiền. Dạ, ở đây là thông tin thanh toán, ở đây là thông tin người nộp tiền ạ. Và sau khi hoàn tất điền đầy đủ thông tin rồi, phía bên dưới màn hình chúng ta sẽ thấy là có một cái nút thanh toán để chúng ta chọn vào. Dạ, và đối với trường hợp nếu như khách hàng thanh toán phí bảo hiểm cho hợp đồng dự thảo mà đăng nhập vào tài khoản Rùa Online, thì nhờ các anh chị hướng dẫn khách hàng giúp em ở trên đây, sau khi chúng ta nhập thông tin về hợp đồng mới rồi sẽ có một cái nút đó là lưu thông tin, thì chúng ta sẽ cần bấm vào đây để lưu thông tin lại. Còn phía bên mà mình thanh toán trực tuyến luôn đó, không có đăng nhập vào Rùa Online, thì sau khi nhập đầy đủ thông tin hết, chúng ta sẽ bấm nút tiếp tục là nút thanh toán. Và chúng ta đi đến bước thứ tư là hệ thống lúc đó sẽ hiển thị lại cái thông tin mà khách hàng đã nhập, để cho khách hàng có thể kiểm tra lại một lần nữa xem thông tin mình nhập là đã chính xác hay chưa. Nếu như đã chính xác rồi thì khách hàng có thể bấm xác nhận. Còn nếu như mà nhập chưa chính xác thì sẽ có một nút hủy để khách hàng bấm vào và sẽ thực hiện lại giao dịch. Dạ, và bên bên trái đây là em có đính kèm một cái hình ảnh là ở bước thứ năm là để nhập thông tin thẻ. Thì bên trái là màn hình nhập thông tin của giao dịch dành cho thẻ quốc tế. Còn bên tay phải là màn hình để nhập thông tin giao dịch cho thẻ nội địa. Và có thêm một lưu ý nữa là trong trường hợp khách hàng sử dụng thẻ nội địa để thanh toán thì có cái điều kiện là thẻ phải có đăng ký dịch vụ Internet Banking thì mới sử dụng được ha anh chị. Dạ, và bước thứ sáu là ở bước này là nhập mật khẩu giao dịch hoặc là mã OTP. Tùy vào từng loại thẻ mà khách hàng có thể là sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu hay là giao dịch OTP. Ngân hàng sẽ thông báo qua điện thoại cho khách hàng, thì khách hàng sẽ nhập cái mã giao dịch này vào. Rồi sau đó là bước 7 là hệ thống sẽ thông báo kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện. Ví dụ như mình sẽ thấy ở đây giao dịch thành công, thì bên đây sẽ có xuất hiện một cái hình ảnh là cái biên lai. Khách hàng có thể là chụp lại cái màn hình này hoặc là bấm vào cái nút in ở góc tay trái để in cái biên lai thanh toán lưu lại. Trong trường hợp em giả sử như là muốn gửi về công ty để bên bộ phận khách lịch treo tiền sớm chẳng hạn, hoặc là bên tay phải nếu như mà hệ thống thông báo là giao dịch thanh toán thành công, sẽ có một cái mã số hóa đơn đi kèm, thì nhờ khách hàng lưu lại giúp em cái mã hóa đơn này để trong trường hợp nếu như mà khách hàng muốn gửi về Prudential để tra soát thì mình cũng sẽ có thông tin về cái giao dịch thanh toán này. Dạ, và trong trường hợp mà thanh toán qua hình thức trực tuyến thì Prudential sẽ hoàn trả về thẻ hoặc là tài khoản đã dùng để thanh toán. Có nghĩa là ví dụ như lúc ban đầu khách hàng sử dụng thẻ này để thanh toán nhưng mà vì lý do gì đó khách hàng yêu cầu là hủy cái giao dịch đó, thì sẽ có một cái thủ tục là khách hàng điền thông tin
trên cái form mẫu và công ty sẽ thực hiện hủy giao dịch, hoàn trả tiền về đúng thẻ đã thanh toán, chứ khách hàng không thể yêu cầu giống như là chuyển sang hình thức nhận tiền mặt chẳng hạn, hay là chuyển qua một cái thẻ khác hay cái tài khoản khác thì sẽ không được hết các anh chị. Dạ, phần cái nội dung trình bày của em thì đã xong. Không biết là trong cái phần em trình bày các anh chị mình có thắc mắc nào, hay là mình có vấn đề nào mình cần trao đổi thì mình có thể đặt ra để mình cùng trao đổi hết các anh chị.